cái phần E1, E2 và E3 không ạ? Rồi có nhìn rõ cái này không ạ? Mình đã phóng rất to lên rồi. Nhìn rõ không ạ? Đoạn này rất quan trọng này. Ok, rõ đúng không ạ? Vậy thì mọi người nhìn nhá. Mọi người nhìn thấy cái màu đỏ này bắt đầu cắt xuống màu xanh rồi không ạ? Có nhìn thấy đỏ này cắt xuống xanh không ạ? Có đúng không ạ? Nếu như đường đỏ này không cắt xuống đường xanh và đường trắng này chạm 29 trở xuống thì chúng ta chuẩn bị vào đúng không ạ? Nhưng đây, ở đây nó có cái này. Đấy là đỏ đã cắt xuống xanh rồi. Đấy, đỏ đã cắt xuống xanh rồi. Vậy thì chúng ta phải chờ đợi xem nó có đi lên không hay nó cắt xuống tiếp. Vậy thì cái đoạn này khi chúng ta chưa chắc chắn chúng ta sẽ không vào nữa. Được không ạ? Mọi hiểu cặp này không ạ? Cặp EG này nó đang có cái kiểu là đường đỏ cắt xuống đường xanh, tức là đây đang chuyển sang cái hướng sell rồi chứ không còn là đang xuống chúng ta có thể buy được nữa. Mọi người hiểu không ạ? Các bạn có hiểu cái phần này không ạ? Đúng rồi. Chờ xác nhận trên giảm. Chúng ta cần phải chờ xác nhận trên giảm. Ok nhá. Nhưng giả sử mình giả sử nhá, giả sử ở đây đường đỏ vẫn trên đường xanh và cái này nó chạm 29 rồi nhá. Giả sử đi. Thì chúng ta sẽ về H1 này. Chúng ta chờ lên EMAX lên dương đúng không ạ? Nếu như giả sử cái kia nó không chạm xuống mà nó vẫn đường đỏ vẫn trên đường xanh thì chúng ta sẽ về đây chờ. Nhưng mà ở đây này nó có một cái đường đỏ này nó mà thực sự cắt xuống đường xanh. Đấy mọi người thấy không ạ? Thực sự cắt xuống đường xanh thì chúng ta sẽ không vào lệnh này nữa. Bỏ qua. Cặp này ok chưa? Cặp EG này mọi người đã thấy ok chưa? Cặp EG này mọi người thấy ok chưa? Để chúng ta chuyển sang cặp tiếp theo. Mọi người yên tâm, hôm nay mình đưa cho mọi người mấy cặp cơ mà. Không vào cặp này thì vào cặp khác được không ạ? Mọi người đã thấy ok chưa? Nếu ok rồi thì mọi người comment hộ mình nhé. Comment để mình biết là mọi người đã hiểu, đã ok. Thì chúng ta sẽ chuyển sang cặp tiếp theo. Những bạn khác thì sao? Chúng ta comment nhanh một chút để mình biết là mọi người thấy ok nhé. Đã hiểu rồi đúng không? Ok. Chuyển cặp tiếp theo. ACSF nha. ACSF xem có đây không nào. ACSF. Đây rồi. Rồi chúng ta sẽ lại xem như bình thường. Ở đây mọi người này, đường đỏ vẫn dưới đường xanh, đường trắng chạm phía trên đúng không ạ? Trắng và đỏ bao giờ cũng ngược hướng nhau thì chúng ta sẽ chuẩn bị vào lệnh ở D1. Đây, mình đánh dấu một đường. Chuẩn bị vào lệnh ở D1 đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ về H1. Rồi. Đường đỏ ở dưới đường xanh tức là sell đúng không ạ? Đường trắng ở phía trên. Chúng ta chờ sell. Bình thường ấy, khi mà mọi người làm nhiều và canh nhiều cặp thì đối với những người lâu rồi thì mình không biết, nhưng đối với những bạn mới thì có thể là chúng ta sẽ hay bị nhiễu loạn, bạn sẽ không biết đây là buy hay sell. Thì có hai cách các bạn có thể dùng được. Cách thứ nhất là các bạn kẻ một cái đường như này. Kẻ một cái đường như này hướng xuống, tức là cái này là sell. Cách thứ hai các bạn làm như mình, ấn vào chữ A này này, chữ A này gọi chữ ra nó không trôi, ấn vào màn hình cái chỗ dòng thứ hai này này, thay đổi nó đi, chờ sell đấy, xong rồi text thuộc tính này chúng ta sẽ làm cho nó to hơn, ví dụ để 20 đi, đổi màu đi cho nó rõ nhé, màu xanh đi cho có profit được không ạ? Đấy, khi mà chúng ta nhìn vào một biểu đồ chúng ta biết ngay là cặp này đang chờ sell hay là chờ buy. Chờ sell đúng không ạ? Cái này đang âm này, đường đỏ này đang ở âm, nó lên dương rồi. Bây giờ chúng ta cần phải chờ nó xuống âm. Với cái EMAX nhìn như thế này thì ít nhất là tầm 3 4 tiếng nữa thì nó mới xuống được âm phải không ạ? Mọi người nhìn thấy đoạn này không ạ? Các bạn có đang nhìn thấy cái EMAX mà mình đang nhìn thấy ở trên H1 không ạ? Nếu có thì comment cho mình biết nhé. Rồi, ở cặp ACSF này chúng ta sẽ xác định như sau này, đường đỏ dưới đường xanh tức là xu hướng có khả năng sell.
đường trắng chạm 71 chuẩn bị xeo kẻ một đường này về H1 này. Về H1 chúng ta thấy là à kẻ đường này nó chính là ở cái tại vùng Emax nhỏ hơn 0. Chúng ta chờ nó lên dương về 0 ở cái ba thứ hai thì chúng ta sẽ xeo. Chúng ta để một chữ chờ xeo đây. Và với cái hình như thế này ở Emax thì sẽ cần phải vài tiếng nữa, 3-4 tiếng nữa. Vậy thì bây giờ là ví dụ 8:43 đúng không? Tầm 3-4 tiếng nữa thì phải tầm 11-12 giờ. Lúc đấy chúng ta đi ra ngoài rồi là chúng ta về chúng ta xem cái này đã đạt được cái đấy chưa. Thì lúc đấy chúng ta vào lại. Rồi có thấy nhàn không ạ? Các bạn hiểu được cái đấy không ạ? Chúng ta không phải suốt ngày ngồi canh đâu nhá. Ngồi canh nó không giúp ích gì cả. Bởi vì khi mà mọi người nhìn cái này ấy, mọi người đoán được là tầm bao nhiêu lâu nữa nó sẽ ra lệnh mà, đúng không ạ? Chứ chúng ta ngồi 3-4 tiếng nữa thì chúng ta cũng đâu có giải quyết là làm cho nó nhanh hơn được đâu. Đúng không ạ? Chính vì thế các bạn làm sao để các bạn tối giản cái thao tác nhất có thể. Chỉ cần là vào nhìn xem à bây giờ còn tầm 3-4 tiếng nữa. Xong rồi cặp này là cặp ACDF đúng không? Rồi vài cặp nữa nếu bạn thống kê, bạn sẽ xem tầm 11 giờ có bao nhiêu cặp. Vào 11 giờ xem hết cái loạt đấy xem có không. Có thì vào lệnh, không có thì thôi bỏ qua. Tiếp theo, những cặp giờ khác cứ thế. Thì cái khoảng thời gian trống đấy mọi người có thể làm gì thì làm. Nó rất là nhàn so với cái việc mọi người cứ suốt ngày ngồi canh như này. Chúng ta đâu có giao dịch theo kiểu khung thời gian 5 phút đâu. Mọi người hiểu không ạ? Chúng ta không giao dịch theo khung thời gian 5 phút. Nó không cần phải ngồi chờ như thế làm gì cả. H1 tức là từng tiếng một cơ mà. Bao nhiêu lâu nó mới xong. Còn chán nên là mọi người cứ thoải mái làm việc gì thì làm. Xong có link video xem lại không em? Anh vừa làm vừa xem không tập trung lắm. Có nha anh Sơn Tuyên nhá. Em sẽ ghi lại video này. Cái này xem lại được không? Em vào quá muộn. Ok, có xem lại nhá. Mình sẽ lưu lại video này rồi. Vậy là chúng ta xong cặp ACF rồi đúng không ạ? Mọi comment chữ có nếu thấy ok cho cặp này rồi. Để em chuyển sang cặp tiếp theo nhá. Vâng, ok. Đối với cặp này là chúng ta xong này. Tiếp theo, cặp cạc gì? Cặp thứ tư. Cạc gì ở dưới đây có không nhỉ? Cạc gì nhá. Đây, mình xem đến biểu đồ cạc gì tiếp theo cho mọi người. Chúng ta lại sang D1 đúng không ạ? Rất là đơn giản thôi. Đường đỏ ở dưới đường xanh. Đây là cái báo cho chúng ta là gì ạ? Buy sell ạ, xu hướng giảm hay tăng ạ? Mọi comment cho mình biết đi ạ. Đỏ ở dưới xanh. Sell đúng không ạ? Đấy, có một vài bạn đã bắt đầu nhận biết được rồi. Đấy, cái mình cần ở mỗi buổi như này, tức là mọi người nhận biết được chứ không phải là mình nói. Mình nói ra thì mọi người thụ động. Mình cần là mọi người có thể tương tác được và mọi người có thể hiểu được. Ok nhá. Đỏ ở dưới xanh. Chuẩn bị sell đúng không ạ? Chỉ cần trắng nó chạm 71, nhưng mà trắng này còn chưa chạm 71, nó còn một đoạn xa. Khi nào mà trắng này, đường trắng này nó phải tương tự như bên này, mọi người hiểu không ạ? Nó tương tự như cái bên 71 này thì chúng ta sẽ chuẩn bị vào sell. Vậy thì ở đây, ở cặp này chúng ta bỏ qua nhá. Chúng ta sẽ đi đến cặp tiếp theo, AU. Đây, AU đây. Mình sẽ lại sang D1 này. Ok, cái này gần được rồi này. Mọi người nhìn này. Ở D1 chúng ta sẽ có đường đỏ dưới đường xanh như chờ vừa nãy, chuẩn bị sell, có khả năng sell. Khi nào mà đường trắng gần chạm hoặc chạm đến đường vùng 71 thì chúng ta sẽ về H1 chúng ta xem đúng không? Giả sử bây giờ là mình coi giờ bị máy móc là cắt rồi.